Tháng trước, trinh nữ Mary là người được ơn nên đã hoài thai con Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh. Trong cuộc kiểm tra dân số, thời hoàng đế La Mã Augusta, Joseph đã đưa vợ hứa của mình là Mary đương có thai phải từ thành Nazareth xứ Galilee về thành Bethlehem xứ Giu-đê. Chính tại nơi đây, Chúa Thánh đã giáng sinh trong mảnh chim cô đơn nghèo nàn. Chúa Giê-xu đã vui lòng từ chốn thiên đàng cao xuống trần vì cớ yêu một chúng ta là tạo vật của Ngài. Xin mời Hội Thánh cùng hòa lòng với ban lão niên tôn vinh Chúa bài thánh ca 53 kìa thiên binh cùng nhau trội hát với sự hân hoan vinh hiển ấy Christ hạ sanh trời.